xin mình vào lòng thương xót Chúa, mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Ân tình đó là vòng gai. Lời Chúa thứ hai sau Chủ nhật thứ 34 thường niên, ngày 27 tháng 11 2023. Thưa anh chị và các bạn, chúng ta hân hoan chào nhau trong ngày đầu tuần và bắt tay chúc nhau một tuần lễ mới vui tươi, một tuần lễ mới được mọi sự bình an, dâng công ăn việc làm, sức khỏe và mọi dự án trong tuần lễ này lên cho Chúa. Xin Chúa chúc lành. Mời anh chị và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ hai sau Chủ nhật thứ 34 thường niên, bài đọc 150 trong sách Ngôn Sứ Daniel chương 1 câu 1 đến câu 6, câu 8 đến câu 20. Khởi đầu sách Ngôn Sứ Daniel, năm thứ 3 đời vua Jehoiakim cai trị xứ Juda, vua xứ Babylon là Nabucodonosor đến bao vây thành Jerusalem. Chúa trao vua xứ Juda là Jehoiakim cùng với tất cả đồ dùng của nhà Chúa vào tay vua Nabucodonosor. Ông này mang những thứ ấy về đền thờ các thần của ông ta ở xứ Sina và bỏ vào nhà kho của các thần. Nhà vua truyền cho quan đứng đầu các thái giám là Atpenat chọn trong số con cái Israel một vài đứa trẻ thuộc dòng dõi hoàng gia và hàng quý tộc mà dẫn về. Những đứa trẻ này sẽ phải đứng chầu trong điện nhà vua. Vì thế, chúng phải là những đứa không khuyết tật, diện mạo khôi ngô, đã được học mọi lẽ khôn ngoan, hiểu rộng, biết nhiều, trí khôn sắc sảo. Ông Atpenat còn phải dạy cho chúng biết chữ viết và tiếng nói của người Can-đê. Nhà vua dành cho chúng khẩu phần hàng ngày trong thức ăn rượu uống của nhà vua. Chúng phải được nuôi dạy 3 năm và sau thời hạn đó phải ra mắt nhà vua. Trong số các trẻ ấy có Daniel, Khanania, Misael và Azaria là những người Juda. Phần Daniel vì quyết tâm không để mình bị ô uế do thức ăn rượu uống của nhà vua nên đã xin quan cho mình khỏi bị ô uế. Chúa đã khiến cho Daniel được cảm tình của quan đứng đầu các thái giám. Nhưng quan này nói với Daniel rằng: "Ta sợ đức vua, vua đã chỉ định đồ ăn thức uống cho các ngươi. Vua mà thấy mặt mũi các ngươi gầy ốm hơn các bạn cùng tuổi thì chính các ngươi sẽ khiến ta mang tội trước mặt vua." Daniel thưa với người được quan đứng đầu các thái giám chỉ định để trông coi Daniel, Khanania, Misael và Azaria: "Xin quan cứ thử các tôi tớ của quan đây trong 10 ngày. Cứ cho chúng tôi ăn rau, uống nước. Rồi quan nhìn sắc mặt chúng tôi và sắc mặt những đứa dùng thức ăn của nhà vua. Lúc đó quan thấy thế nào thì cứ xử với các tôi tớ của quan như vậy." Quan chấp nhận lời các cậu ấy xin và thử trong 10 ngày. Hết 10 ngày, quan thấy các cậu sắc mặt hồng hào, da thịt đầy đặn hơn tất cả những đứa đã dùng thức ăn của nhà vua. Thế là quan giám thị cất phần thức ăn rượu uống của các cậu đi và cứ cho ăn rau. Bốn cậu bé này đều được Chúa ban ơn hiểu rộng biết nhiều về tất cả chữ nghĩa và lẽ khôn ngoan. Riêng Daniel còn được hiểu biết mọi thị kiến và điềm báo mộng. Khi đến thời hạn phải đưa bọn trẻ ra như vua đã truyền, thì quan đứng đầu các thái giám đem chúng ra trước mặt vua Nabucodonosor. Nhà vua nói chuyện với chúng, và trong số các trẻ ấy không có đứa nào được như Daniel, Khanania, Misael và Zacharia. Thế là bốn cậu này được đứng chầu vua. Và khi vua hỏi các cậu về bất cứ điều gì cần đến sự khôn ngoan và tài trí, thì đều thấy các cậu trội vượt gấp 10 lần hơn tất cả các thầy phù thủy và pháp sư trong toàn vương quốc. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Lạy Chúa, chúc tụng Ngài là Thiên Chúa Tổ Tiên chúng con, chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiền. Chúc tụng Chúa trong thanh điện vinh quang, chúc tụng Chúa trên ngôi bao cứu trùng, chúc tụng Chúa đứng ngự trên các thần hộ gia mà thâu nhìn vực thẳm, chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh. Hallelujah, hallelujah. Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 21 câu 1 đến câu 4. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ. Người ngước mắt lên nhìn thì thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà quá túng thiếu kia bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm. Người lên nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng. Còn bà này tuy thật túng thiếu đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta bắt đầu đọc sách Ngôn Sứ Daniel. Và câu chuyện mà chúng ta nghe ngày hôm nay lúc Daniel còn trẻ. Daniel còn trẻ thì lúc đó là sứ Giuđa bị vua sứ Babylon là Nabucodonosor đến bao vây. Và Chúa đã trao vua sứ Giuđa vào tay của vua Babylon. Babylon đem tất cả những đồ đền thờ ở Jerusalem bỏ vào kho của các thần. Rồi sau đó thì ông đưa một số trẻ thuộc dòng dõi hàng gia và quý tộc đưa về. Mà những đứa này sẽ phải đứng chầu cung điện nhà vua. Cho nên ông chọn những đứa trẻ nào mà không khuyết tật, diện mạo khôi ngô, được học mọi lẽ khôn ngoan, hiểu rộng, biết nhiều, trí khôn sâu sắc. Rồi đem về bên Babylon và dạy cho chúng biết viết, biết nói tiếng Kandê. Thưa anh chị em, người ta lựa những đứa trẻ mà gọi là khôi ngô tuấn tú để dành riêng chầu vua. Sau này có thể nó sẽ làm những việc rất là tốt, cố vấn hoặc là phục vụ cho triều đình của vua. Và trong số những trẻ ấy thì có 4 em mà trong đó đứng đầu là Daniel, rồi Khanania, Misael và Zakaria là người Giuđa. Daniel nhất quyết không để mình bị ô uế do đồ ăn thức uống của nhà vua, nên xin quan cho mình không ăn những cái đồ làm cho mình ra ô uế của nhà vua, của dân ngoại, làm cho mình không còn được trong sạch, thuộc về Chúa, dân riêng của Chúa, dân Israel nữa. Nhưng mà bây giờ làm sao bây giờ? Nếu mà không ăn những đồ ăn thức uống đó thì lấy gì mà ăn, ăn cái thứ khác? Mà lỡ ăn những thứ khác thì không có sức khỏe, đến ngày đến giờ ra trình diện vua mà nó eo uột, nó bệnh tật, ốm đau thì quan sẽ phải chịu trách nhiệm. Bắt đầu chúng ta thấy có một cuộc thử thách. Là Daniel nói: chúng tôi chấp nhận một cuộc thử thách là cứ để chúng tôi ăn rau thôi, cơm rau thôi, không có gì hết, rất là đơn sơ đơn giản, không có ăn thịt rượu do nhà vua, vì những thứ đó chúng tôi không được phép. Chúng tôi là người Giuđa, người Israel, không được phép. Mà nếu không ăn thì yếu, mà ăn thì phạm tội. Thưa anh chị em, Daniel lúc đó nói rằng chúng tôi chấp nhận một cuộc thử thách là trong vòng 10 ngày
những đứa trẻ kia cứ ăn đồ ăn thức uống, cứ thịt rượu ê hề của nhà vua ban cho. Còn chúng tôi chỉ ăn rau mà thôi, uống nước mà thôi, để thử coi ai khỏe hơn ai. Chúng tôi đi công tác bác ái về những vùng miền quê, đặc biệt là xuống người dân tộc. Thấy các em nó khỏe chạy, già rắn chắc, sẵn nắng rắn chắc, chạy khỏe ăn. Ăn rất là ngon, rất là khỏe. Mà nhìn vô thì cũng chỉ có cơm rau, chả có cái gì cả. Anh chị em để ý thấy không? Như mình, người miền quê đó, chả có thịt thà, rượu chè, cá mú ê hề như dân thành phố. Nhưng mà người miền quê rắn chắc và khỏe, ít bệnh tật hơn người thành phố, đúng không? Và trong người thành phố thì những người con nhà giàu, cậu ấm cô chiêu, ăn uống và đầy đủ mọi chất dinh dưỡng ấy, thì có khi da thịt nó cũng không có săn chắc bằng những em lao động mà chỉ có cơm rau mà thôi. Hồi chúng tôi xuống nông trường hồi đó cũng vậy. Tôi bây giờ nhớ lại cách đây 30 năm trước mình làm 3 năm ở nông trường Củ Chi. Chỉ có cơm rau thôi mà phải công nhận lúc đó khỏe thật. Khỏe thật. Bây giờ thì đầy đủ ê hề. Cuối cùng sinh ra cái gì cũng lên. Đường lên, mỡ lên, gì lên nữa? Máu lên. Máu lên. Hồi xưa toàn cơm rau đâu. Kiếm được tí đường làm gì có, kiếm được tí mỡ làm gì có, tí thịt làm gì có. Ăn mà thanh đạm như vậy, mà lao động ăn thanh đạm mà lại đâm ra nỗi khỏe. Còn bây giờ thì chả phải lao động gì mà nhiều, suốt ngày ngồi mà cứ thịt thà, cá mú, ê hề, hóa ra lại hết bệnh này tới bệnh kia, ra đi hỏi thăm, anh em nào cũng đường lên, máu lên, gì lên nữa, mỡ lên. Mà nói xin lỗi, cái gì cũng lên, đường lên, máu lên, mỡ lên, mỗi cái gì đi xuống. Nói xấu hổ, đạo đức lại đi xuống. Nhiều khi mình đầy đủ, mình ê hề quá, đâm ra đạo đức nó đâm nó cũng nhạt nhẽo, nó cũng đi xuống. Trong khi đó, cuộc sống có khi nó càng khó khăn, thiếu đường, thiếu mỡ, thiếu máu, ấy thế nhưng mà đạo đức nó lại đi lên. Còn bia dư thì nó lại đi xuống. Đáng nhẽ phải tỷ lệ thuận, đây lại là tỷ lệ nghịch. Anh chị em thấy, nhìn xung quanh coi, thế giới càng văn minh bao nhiêu, càng tiến bộ bao nhiêu, như càng sinh nhiều bệnh tật bấy nhiêu, phải không? Rồi đạo đức nó cũng càng ngày nó càng đi xuống thì phải. Khô khan, nguội lạnh, rồi tội lỗi, rồi thì đủ mọi thứ. Có những thứ bệnh mà bây giờ mới có, chứ ngày xưa không biết cái bệnh là cái gì đâu. Chứ HIV với lại COVID với lại cái gì đó. Ngày xưa mà ung thư là cũng hiếm lắm. Phải không? Bây giờ thì phát sinh đủ thứ bệnh. Ngày xưa cứ cảm cúm, nhức đầu, thương hàn, vậy vậy thôi, rồi già, rồi yếu, rồi chết. Bây giờ thì đi đâu cũng thấy bệnh hết. Mà bây giờ ăn cái gì cũng sợ hết. Thế thì chúng ta thấy là cứ bảo là mình có thực mới vực được đạo, nó chưa chắc. Chưa chắc, có những người đầy đủ quá, có tiền đâu mà sinh tật. Không có tiền thì còn ở nhà đọc kinh, có tiền mới đi bị ôm về, phải không? Dạ, đấy chứ. Không có tiền mà rồi mở máy bài giảng ra nghe, còn có tiền nữa rồi đi hát karaoke, tăng mấy rồi? Tầng 3 nữa. Thì thưa anh chị em, rõ ràng là chúng ta thấy đôi khi Chúa cũng phải không biết biển nó xin có nên cho nó hay không. Thì cứ cho nó theo ý nó là hỏng hết. Cho nên có nhiều khi ta xin Chúa không ban cho, không phải là vì Chúa không thương, mà vì thương thật mới không cho. Hoặc là cho khác cái mà mình xin. Vì Chúa biết rằng cho nó cái đó thì nó sẽ có hại cho đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần, cho phần linh hồn của nó. Cho nên Chúa không ban. Mà mình không được như vậy thì mình ở đây mình kêu trách Chúa. Tại sao Chúa không nhận lời con? Tại sao Chúa không có cho con cái này cái kia?
Đấy là điều mà anh chị em mình cần phải suy nghĩ lại. Lòng thương xót Chúa đòi hỏi mình một sự tín thác tuyệt đối vào Chúa. Nếu Daniel và ba cậu bé không tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa, có dám chấp nhận một cuộc thử thách đó hay không? Có dám không? Thôi, ăn đi cho rồi, chứ ăn rau nước xong mà khỏe được, sao béo tốt bằng mấy thằng kia được, thôi thôi. Nó dám chấp nhận, thà mình ăn cơm rau, uống nước, còn hơn là để cho mình bị ô uế, để cho mình phải phạm tội. Còn bây giờ thì ta làm ngược lại, là làm thì làm gì cũng được, miễn là ăn no, miễn là mặc đẹp, miễn là có tiền. Còn không cần biết tội hay không tội không quan trọng. Quan trọng là có tiền đã, quan trọng là có của cải đã, quan trọng là có được danh rồi địa vị rồi chức tước. Mà một cậu bé như Daniel và ba em kia dám đánh đổi cái sự ăn sung mặc sướng, cơm rượu ê hề, bằng một cuộc sống thanh đạm chỉ có rau và nước mà giữ được ân nghĩa với Chúa. Nếu không tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa, không thể vượt qua được cái thử thách này. Thử thách mà nếu mà nhìn cuộc đấu thấy thua chưa? Thua chắc rồi. Thua chắc rồi, thằng kia đã ăn ngon sung mặc sướng, hệ thế nào nó phải béo tốt ngon lành hơn. Còn mình cơm rau không, uống nước không, mà sao mà dám đấu với tụi nó được. Vậy mà chấp nhận 10 ngày tôi ăn rau, 10 ngày anh ăn thịt, ăn ê hề coi thằng nào khỏe hơn thằng nào, thằng nào béo tốt hơn thằng nào. Cuối cùng, bốn cậu hết 10 ngày quan thấy các cậu sắc mặt hồng hào, da thịt đầy đặn hơn tất cả những đứa đã dùng thức ăn của nhà vua. Hallelujah! Ta ơn Chúa! Nhiều lần đi theo lòng thương xót Chúa, ta phải dám liều, gọi là tín thác vào Chúa. Để cho Chúa thực hiện quyền năng của Ngài, thể hiện quyền năng của Ngài vượt hơn những gì ta dám ước mong, ta dám chờ đợi. Mình mới thử một tí đã sợ, mới khó khăn thì mình đã muốn rút lui. Đi đường lòng thương xót Chúa mà mới khó khăn cái thôi cha cho con nghỉ, rồi còn bận lắm, rồi còn thế này thế kia. Mình không dám liều lĩnh. Tín thác vào lòng thương xót Chúa là phải có một chút máu liều ở trong đó. Liều không phải là bừa, có suy nghĩ, có cân đo đong đếm, nhưng lựa chọn Chúa trên hết tất cả. Cho dẫu việc lựa chọn ấy có thể làm cho mình bị thiệt thòi, làm cho mình bị thế này thế kia, không được như những người khác, tôi chấp nhận. Bạn dám không? Dám đi vào cuộc thử thách đó hay không? Tụi nó như đứa khác, nó sẽ nói mình đó, mày cứ thử coi, mày đi lòng thương Chúa coi mình có giàu không? Mày đi lòng thương Chúa coi mình có việc làm hay không? Mày đi lòng thương Chúa coi mày có được lên lương hay không? Vân vân. Mình cũng bị thử thách như vậy. Đó, mày thử ăn rau với lại uống nước coi mày có mập hơn tao hay không? Tao ăn thịt hề nè, tao ngồi chơi xả láng nè, tao làm bất chấp mọi thủ đoạn nè, tao mới có được như thế này, chứ đâu phải đơn giản mà có được. Không, tao không thể làm như thế được. Lương tâm tao không cho phép. Ô, mày ơi, bây giờ lương tâm không bằng lương tháng. Cho mày làm rít cái mày không, mày tao bị cái lương tâm tao cắn rít lắm mày ơi. Ôi giời ơi, mày làm ít bữa là lương tâm mày không cắn nữa. Sao mà không cắn rít được, nó cùn nổi. Răng nó bị cắn riết mà không thấy nó động đậy gì cả, nó cắn riết răng, lương tâm răng nó bị cùn luôn. Thế là ngon. Ta sẽ bị cám dỗ như vậy. Và nhiều người bỏ cuộc lắm, thưa anh chị em và các bạn. Cái đăng ký vào thiện nguyện, tín thác đăng ký vào thân hữu đông lắm. Nhưng mà rồi có mấy người chịu đi đâu, có mấy người tham gia đâu. Chỉ có danh nghĩa vậy thôi à. Tôi nói phải suy nghĩ cho kỹ rồi hẳn đăng ký tham gia. Đây là mình bước vào một con đường gọi là đường lòng thương xót, đường khổ giá, đường thử thách, chứ không phải là con đường trải thảm đâu. Như Daniel chấp nhận thử thách đó, và chúng ta thấy kết quả như vậy rồi. Hơn thế nữa là gì? Hơn thế là khi đưa tất cả ra, thì
Bốn cậu ấy được ơn Chúa ban hiểu rộng biết nhiều về chữ nghĩa và lẽ khôn ngoan hơn tất cả những bọn kia. Không đứa nào được như Daniel, không đứa nào được khôn ngoan như Daniel, Khanania, Mishael và Zaria. Thế là bốn cậu được vào đứng chầu vua. Và khi vua hỏi bất cứ điều gì cần sự khôn ngoan và tài trí, thì đều thấy bốn cậu bé ấy, bốn cậu thiếu niên ấy vượt gấp 10 lần các thầy phù thủy và pháp sư trong toàn vương quốc của vua. Anh chị em thấy được quyền năng của Chúa chưa? Thấy mình đi theo Chúa, mình dám liều mạng sống vì Chúa. Chúa không bao giờ bỏ rơi mình đâu. Nhưng mà niềm tin của mình yếu quá, hơi tí là mình sợ, hơi tí là mình muốn rút lui, muốn tìm an toàn. Phải không? An toàn. Đi ra ngoài làm tháng 10 triệu, làm cho quán khát vọng chả có triệu nào mà giữ được phần linh hồn. Còn ra kia đi làm 10 triệu, phần hồn mình có nguy cơ bị mất vì bao nhiêu cám dỗ, cờ bạc, hút sách vân vân. Bạn chọn nào? Bạn chọn được khát vọng thì người ta sẽ cười bạn thôi. Bảo thằng này dại, thằng này khờ. Ở trước mắt thế gian là khờ là dại. Trước mắt thế gian là thằng này cơm thịt ngon, rượu béo không ăn lại đi ăn cơm rau với uống nước là thế nào? Mày có khùng không? Đúng không? Nhưng mà kết quả là mình thấy rằng là Chúa ban gấp 10 lần những gì mình cho rằng mình bị mất là bị thiệt. Có dám tin điều đó không? Có dám làm điều đó không? Cũng giống như người đàn bà trong bài tin mừng ngày hôm nay. Những người giàu có thì bỏ tiền dư bạc thừa. Mà bà này, bà dám bỏ tất cả những gì bà có để nuôi sống bản thân mình. Liều đấy chứ. Bỏ rồi mai lấy gì ăn không? Không. Dám bỏ. Còn những người khác thì tính toán bỏ tiền dư bạc thừa. Ông có cả 1.000 tỷ thì bỏ 1 triệu là cái gì? Phải không? Nhưng mà 1 triệu so với lại 1 đồng thì 1 đồng có là cái gì? Phải không? Vậy mà Chúa nói rằng cái 1 đồng ấy là nhiều nhất. Vì đối với bà ấy 1 đồng là tiền để bà có thể sống trong ngày mai đây nè. Ngày mai lấy gì ăn không biết. Nhưng mà đây thấy việc chung cần, sẵn sàng đóng góp, sẵn sàng công đức. Điều này không phải chuyện thời Chúa Giêsu mới có. Mà thưa anh chị em, đi vào con đường lòng thương xót Chúa, tôi thấy chuyện này rất rõ. Khi mà được Chúa sờ chạm rồi, người ta quảng đại vô cùng, không tiếc gì với Chúa. Không tiếc gì với Chúa. Mà đặc biệt, những người mà được Chúa sờ chạm, những người mà đến với lòng thương xót Chúa một cách say sưa, say mê, lại là những người nghèo khổ, là những người tội lỗi, là những người bệnh tật. 3 đối tượng. Nghèo khổ, nghèo đói, tội lỗi, bệnh tật. Những người đó đến. Còn những người mà cho rằng mình là đạo đức, những người mà giàu có, những người khỏe mạnh, họ cần gì đến lòng thương xót Chúa? Họ cần gì? Và nếu có thì mình cần họ, chứ họ chẳng cần mình. Cứ phải đến đưa sổ quyên góp, rồi sổ vàng, rồi sổ ân nhân, rồi cho bằng tưởng lục, rồi bằng ghi ơn vân vân. Họ mới đóng góp. Thì cái sự đóng góp của họ chỉ là sự một là bổn phận, hai là bất đắc dĩ. Thôi thì bây giờ cha đến chả nhẽ không cho, thôi cho tí cho nó xong. Bất đắc dĩ. Mà như thế chả có nghĩa lý, chả giá trị gì trước mặt Chúa. Và đối với tôi, không bao giờ tôi nhận những thứ đó. Chả bao giờ nhận. Thà đói, thà ăn cơm rau muống như là mấy cậu này, còn hơn là ngồi được ăn cơm thịt béo, rượu ngon với họ để mà phải lệ thuộc họ. Hoặc là để làm cho họ cảm thấy được vinh dự vì được tiếp các cha. Sự nhà con cỗ bạn, các cha đến đầy, đồng lam. Các cha có thể có sở đồng lam, lễ dỗ, lễ cưới, lễ này, lễ nọ, lễ kia, tần gia, rồi cái này, thế kia. Họ cảm thấy hãnh diện vì mời được linh mục tu sĩ. Vậy thì mình đến, mình tham dự bữa tiệc của họ chỉ để làm cho họ có danh mà thôi. Mua danh cho họ à? Không đời nào tôi đi. Không bao giờ. Bao giờ?
rồi mình nhận của đóng góp của họ là vì họ muốn được tiếng, vì họ muốn được danh. Không bao giờ. Vậy thì cha lấy gì cho làm việc, tông đồ làm việc lòng thương Chúa? Chúa lo mà. Còn có biết bao nhiêu bà quá mà. Biết bao nhiêu bà quá, mà đặc biệt là những người ngoại đạo nha. Những người ngoại đạo đóng góp rất là rộng rãi. Tôi có gia đình dưới Tây Ninh, gia đình hoàn toàn là Phật giáo. Nhưng mà mỗi chuyến công tác bác ái không bao giờ thiếu. Không bao giờ thiếu. Và sẵn sàng chia sẻ. Con nghe tin cha sắp đi công tác bác ái, con xin đóng góp cái này nọ. Những người ẩn dật, những người âm thầm, có khi chưa bao giờ tôi gặp mặt. Có khi thì họ chưa bao giờ đến gặp tôi. Vậy mà họ cứ âm thầm lặng lẽ đóng góp để những chuyến công tác bác ái như chuyến chúng tôi mới đi vừa rồi, ngày 24, 25, 26. Đi 3 ngày liền. Mà đi xa như vậy với cả 1.000 phần quà như thế. Rồi mấy các bài giảng lòng thương xót Chúa mới phát hành hôm lễ Kitô Vua. Thì lấy đâu mà ra thưa anh chị em? Đó, có những bà quá đó. Mà những máy này, thưa anh chị em và các bạn, là một vũ khí lợi hại vô cùng. Để giúp cho người ta vững tin vào Chúa, tín thác vào Chúa như Daniel và những cậu bé như là bà quá. Phải có cách, phải có phương thuốc để giúp cho mình tín thác vào Chúa. Thì đây là cái phương tiện anh chị em nghe những bài giảng, những bài chia sẻ và đặc biệt là những chứng nhân, những người họ đã cảm nhận được Chúa sờ chạm đến họ như thế nào, Chúa cứu chữa họ như thế nào, Chúa ban cho họ được ơn chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn ra sao. Họ là những người Việt Nam cũng như là Việt Kiều, họ là những người Công giáo cũng như là không Công giáo, họ là những người mà ăn chơi hoang đàng cũng như là bệnh tật rồi sắp chết, đủ mọi loại người, đủ mọi hạng người. Họ dám tín thác vào Chúa như bà quá, và Chúa ra tay chữa lành cho họ, cứu vớt họ một bàn thua trông thấy. Trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, thưa anh chị em, mỗi một người mình được mời gọi tín thác vào Chúa như bà quá ngày hôm nay. Có khi mình quá toan tính, có khi mình quá lo lắng, có khi mình nghĩ rằng cái sự khôn ngoan của mình đủ, mà niềm tín thác nó không có. Daniel và những cậu bé này dám liều, một mất một còn. Một mất một còn chứ. Ăn rau uống nước làm sao mà đọ với cái đứa mà nó ăn thịt thà cá mú đầy đủ hết mọi sự. Vậy mà liều đấy, dám đấy. Bà quá này chứ. Thôi, để dành con mai sống chứ, khi nào có thì hãy đưa. Có những người luôn luôn là khi nào con có, không phải là khi nào con có đâu. Khi nào con thừa con mới cúng. Nói thật là như vậy. Còn có thì lúc nào cũng có rồi. Nhưng mà khi nào họ thừa, Chúa Giêsu nói, những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng. Thấy chưa? Rút tiền dư bạc thừa. Còn bà này đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống bản thân mình. Có dám liều như vậy không? Xin Chúa cho chúng ta có được sức mạnh để mình tín thác tuyệt đối vào Chúa, dẫu khó khăn, dẫu thử thách như thế nào, mình vẫn lạy Chúa Giêsu. Con tín thác vào Chúa. Mời anh chị em và các bạn lấy kinh nguyện lòng Chúa thương xót, mở trang 9 của đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Trước đó chúng ta đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn. Hôm nay là ngày 27, còn có 3 ngày nữa là kết thúc tháng 11, tháng các linh hồn. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy,
chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an. Ta ơn Chúa. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 26 tháng 11, Trinh Phước Anberion. Ngày 27 tháng 11, Thánh Bác Măng. Ngày 26 tháng 11, Trinh Phước Jacobe Anberion. Trinh Phước Jacobe Anberion sinh ngày 4 tháng 4 năm 1884 tại miền Bắc nước Ý. Ngài là con thứ 5 trong gia đình làm nghề nông vất vả. Jacobe lớn lên trong bầu khí Kitô giáo đạo hạnh, nơi đức tin không những được dạy mà còn được sống một cách cụ thể. Một ngày kia tại trường học, lúc Jacobe lên 6, cô giáo của Jacobe đã hỏi các học sinh của mình rằng: các em muốn làm gì khi trưởng thành? Và tới lượt Jacobe Anberion. Sau khi suy nghĩ một lát, cậu tuyên bố: thưa cô, em sẽ là một linh mục. Lên 16 tuổi, Jacobe Anberion gia nhập chủng viện Anba. Jacobe đi tới đó với thân phụ ngài trên một chiếc xe bò. Có vài chủng sinh đã cười nhạo và nói: ê, cậu ấy tới đây học với con bò kìa. Nhưng Jacobe Anberion với trí thông minh, lanh lẹ và vui đùa đã trả lời họ rằng: ồ, miễn là con bò không gặm sách vở của tôi là được mà. Trong đêm 31 tháng 12 năm 1900, một đêm chia tay với thế kỷ thứ 19 để bước sang thế kỷ thứ 20, Jacobe Anberion đã nhận được một ơn gọi rõ rệt. Sau thánh lễ nửa đêm, các chủng sinh được tự do lưu lại trong nhà thờ bao lâu tùy thích. Mình Thánh Chúa được đặt cách trọng thể và Jacobe Anberion đã ở lại cầu nguyện suốt 4 giờ đồng hồ. Trong thời gian ấy, Jacobe nhận được một ánh sáng đặc biệt nơi bí tích thánh thể. Jacobe Anberion nghe thấy Chúa Giêsu mời gọi mọi người hãy đến với Chúa, và tất cả mọi người trong thế kỷ mới này đều đến với Chúa Giêsu. Rồi Jacobe Anberion được thụ phong linh mục ngày 29 tháng 6 năm 1907. Ngài đã dành trọn con tim cho sứ vụ linh mục. Jacobe là cha linh hướng của chủng viện Anba. Ngài là giáo sư dạy môn sử học và là một giảng viên giáo lý. Năm 1913, Jacobe Anberion cũng được mời làm giám đốc nhà xuất bản tờ tuần báo của giáo phận. Trong khi thực hiện tất cả những công việc này, Jacobe cầu nguyện và chờ đợi Thiên Chúa sẽ dẫn dắt ngài trong sứ vụ đặc biệt phục vụ giáo hội. Jacobe Anberion nhận thấy rằng ngài đang được mời gọi để thiết lập một cộng đoàn tu trì với sứ mạng rao truyền lời Chúa bằng việc sử dụng các công nghệ hiện đại, nhất là qua việc xuất bản. Giấc mơ của cha Jacobe Anberion lúc đầu nhỏ bé như hạt cải. Chỉ với sự giúp đỡ của vài cậu nhỏ đang học cách in ấn trong căn nhà thuê mướn. Nhưng thời gian cũng như lòng tin và lời cầu nguyện đã làm cho hạt giống này trở nên một cây to. Các linh mục và tu sĩ cũng như các nữ tu dòng Thánh Phaolô không ngừng phát triển về nhân sự. Trong nước cũng như ngoài nước, họ dùng những kỹ thuật hiện đại để đem tin mừng đến cho lớp người hiện đại như việc xuất bản, các chương trình truyền thanh, truyền hình. Và khi công nghệ mới được phát hành, họ liền sử dụng nó để phục vụ Chúa Kitô và giáo hội của người.
khi hai hội dòng nam và nữ vừa được thành hình, cha Jacobi Anberion lại thiết lập thêm 10 cộng đoàn tu trì và nhiều tu hội đời khác nữa. Tất cả làm thành đại gia đình Phaolô. Anberion trở thành cha linh hướng của hết thảy con cái mình, cả nam lẫn nữ, trao quyền cho họ niềm tín thác tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa và tận tình đối với Thánh Thể, với lời Chúa, với giáo hội và với sư vụ tông đồ qua các phương tiện thông tin đại chúng. Lúc Công đồng chung Vaticano thứ hai được khai mở năm 1962, cha Jacobi Anberion là một trong số các bề trên tổng quyền được mời tới tham dự. Từ ngày 11 tháng 10 năm 1962 đến ngày 8 tháng 12 năm 1965, cha Jacobi Anberion đã tham dự tất cả các cuộc họp của công đồng. Cha ngồi thinh lặng, hầu như bất động, lắng nghe và cầu nguyện. Cha đặc biệt quan tâm đến văn kiện về các phương tiện truyền thông đại chúng được các nghị phụ công đồng thảo luận. Đó là một sự xác nhận về công việc mà cha Jacobi Anberion và gia đình Phaolô của ngài đã thực hiện trong giáo hội suốt 50 năm qua. Khi cha Jacobi Anberion cao tuổi, công việc cũng như năng lực của ngài vẫn tiếp tục làm cho những người quen biết ngài phải ngạc nhiên. Ấn tượng nhất là cha phải đau khổ vì căn bệnh viêm khớp xương cấp tính hành hạ. Chỉ khi bước sang tuổi 80, người ta mới nhận thấy cha Anberion chậm dần và suy giảm nhanh chóng. Vì bị buộc phải bỏ bớt công việc, cha lại dành nhiều thời giờ và năng lực cho việc cầu nguyện, mà cha gọi là làm việc bằng đầu gối. Ngay cả khi không thể đọc sách được nữa, cha Anberion vẫn tiếp tục cầu nguyện bằng kinh mân côi. Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 11 năm 1971, cha Jacobi Anberion đã phải đau đớn vì căn bệnh cuối cùng, viêm phổi và nghẽn thận. Ngài rơi vào cơn hôn mê và không còn biết gì khi Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục thình lình ghé thăm ngài. Đức Thánh Cha đã bày tỏ niềm kính trọng và biết ơn sâu xa đến cha Jacobi Anberion và hết thảy mọi việc mà suốt đời cha đã thực hiện cho giáo hội và cho cả thế giới. Khoảng nửa giờ sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục, cha Jacobi Anberion về trời. Cha được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong lên bậc chân phước ngày 27 tháng 4 năm 2002. Thưa anh chị em và các bạn, chân phước Jacobi Anberion đã hiểu được giá trị của công nghệ tân tiến khi biết sử dụng đúng mức. Nghe xong câu chuyện của cha Jacobi Anberion, mỗi người, đặc biệt là các bạn trẻ, chúng ta tự hỏi là mình có dùng các phương tiện truyền thông đại chúng để mở mang trí tuệ với những điều tốt đẹp và hữu ích không? Ta có dám mạnh dạn xa tránh những phương tiện nguy hiểm không? Và đặc biệt là ta có dùng những phương tiện truyền thông hiện đại nhất để làm công việc loan báo tin mừng, loan truyền lòng Chúa thương xót không? Với câu chuyện này, chúng tôi càng xác tín mình đang đi đúng đường, đúng lối, đúng hướng của giáo hội. Trước khi Công đồng Vatican thứ hai nhấn mạnh đến tầm quan trọng của phương tiện truyền thông đại chúng, cha Anberion đã làm cả mấy chục năm, 50 năm trước rồi. Và sau 50 năm đã được công đồng xác nhận. Bây giờ, sau khi công đồng xác nhận rồi, cho tới bây giờ, thử hỏi biết bao nhiêu người đã sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng để loan truyền lòng Chúa thương xót. Mở trên mạng, ta thấy không nhiều. Hiếm. Cho nên, chúng tôi thấy gương sáng của cha Anberion đến 80 tuổi mà vẫn còn làm việc. Đến khi mà buộc phải bớt công việc thì làm việc bằng đầu gối, có nghĩa là quỳ cầu nguyện. Các bạn trẻ mới 20, làm sao mà mình để cho lửa lòng thương xót Chúa thôi thúc mình say mê học hỏi, hiểu biết, nhất là về những phương tiện truyền thông đại chúng,
để sử dụng phương tiện ấy loan truyền lòng Chúa thương xót. Đừng có dừng lại ở sự hiểu biết lúc này của mình, vì chúng ta biết là những phương tiện truyền thông mỗi ngày nó mỗi tiến. Hôm nay iPhone 15, mai đã 16, mốt 17, rồi Samsung, rồi bao nhiêu những phương tiện Zalo, rồi Viber, rồi Web, rồi Facebook, rồi thì WhatsApp, đủ. Cứ mỗi ngày mỗi mới, mỗi ngày mỗi mới, mà ta không chịu khó dành thời giờ học hỏi, nghiên cứu, dùng những phương tiện hiện đại nhất, tối tân nhất, hiệu quả nhất để loan truyền lòng Chúa thương xót. Ngày 27 tháng 11, Thánh John Bergman. Vị thánh người Bỉ này có lần đã nói: nếu tôi không nên thánh lúc còn trẻ thì tôi sẽ chẳng bao giờ nên thánh. Thực ra thánh nhân đã về trời khi tuổi đời chỉ mới 22 cái xuân xanh. Và chắc chắn John Bergman đã đạt tới đỉnh cao của sự thánh thiện. John Bergman sinh năm 1599. Lúc còn nhỏ, Ngài đã luôn ở bên thân mẫu đau bệnh của Ngài. Tuy vậy, John cũng thích chơi trò diễn lại các vở kịch kinh thánh với các bạn đồng lứa. John Bergman đặc biệt xuất sắc trong vở diễn Tiên tri Daniel bảo vệ bà Susanna vô tội. Năm lên 13 tuổi, John Bergman muốn học làm linh mục. Tuy nhiên, thân phụ của Ngài làm nghề đóng giày, lại cần sức lao động của John để giúp đỡ gia đình. Nhưng cuối cùng, ông Bergman cũng quyết định để John vào giúp việc nhà cho một linh mục. Từ đó, John Bergman có thể tham gia các lớp học ở chủng viện. 3 năm sau, John Bergman gia nhập dòng tên. Thánh nhân đã cầu nguyện, học hành chăm chỉ và nhiệt thành thực tập các vai diễn trong các vở kịch đạo đức. John Bergman là một khẩu hiệu rất cẩn thận trong các việc nhỏ mọn. Rất cẩn thận trong những việc nhỏ mọn. Và thanh niên đã sống trọn vẹn châm ngôn này. Thánh John Bergman chưa bao giờ làm được bất cứ việc gì cao cả và anh hùng. Nhưng thanh niên đã làm mỗi việc một cách tốt đẹp, từ việc phục vụ bàn ăn cho tới việc ghi chép trong lớp. Khi John Bergman bị bệnh, chẳng bác sĩ nào có thể đoán biết được căn bệnh của Ngài. Tuy nhiên, John biết mình sắp sửa lìa đời và Ngài luôn luôn tỏ ra rất vui. Lúc bác sĩ đòi phải lau rửa cái trán của John Bergman bằng rượu, thánh nhân đã cười đùa: mong sao cơn bệnh đắt tiền này sẽ không kéo dài nữa. John Bergman về trời năm 1621. Nhiều phép lạ đã xảy ra tại đám tang của Ngài. Ngay lập tức, người ta bắt đầu gọi John Bergman là thánh. John Bergman được Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 tôn phong hiển thánh năm 1888. Thưa anh chị em và các bạn, vị thánh trẻ John Bergman 22 tuổi này là gương mẫu cho tất cả các bạn trẻ noi theo. Thánh nhân là một người con ngoan, một học trò chăm chỉ và là một Kitô hữu đạo hạnh. Câu mà John Bergman nói làm mỗi người, đặc biệt là các bạn trẻ, suy nghĩ: nếu tôi không nên thánh lúc còn trẻ thì tôi sẽ chẳng bao giờ nên thánh. Thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng là tuổi trẻ mà mình đang hăng say, đang nhiệt thành, rồi còn nhiều hoài bão. Có khi mình lao vào những cuộc ăn chơi phóng túng, có khi mình lao vào những cuộc say mê tìm kiếm quyền lực, chức tước, tiền bạc, danh vọng. Rồi mình nghĩ rằng là bây giờ mình chưa làm thánh thì mai mốt thì già rồi mình sẽ hoán cải, rồi mình đạo đức rồi mình nên thánh. Được không? Được. Nhưng mà John Bergman, Chúa cất về lúc bao nhiêu tuổi? 22 tuổi. Mà nếu mà không nên thánh lúc trẻ thì giờ lúc già đó có kịp già đâu. Thì sao? Cho nên chúng ta được mời gọi nên thánh ngay lúc này và bây giờ.
không có khất lần khất lỡ. Thôi để mai mốt tôi mới sống thánh, còn bây giờ thì tôi chưa sống thánh, để lúc khác thì tôi mới sống thánh. Đó là điều mà chúng ta hay khất lần khất lỡ. Một điểm thứ hai nữa, mặc dù muốn nên thánh, nhưng mà không phải nên thánh là phải làm những việc vĩ đại, làm những việc kỳ diệu, làm những việc anh hùng. Không, John Beckman chưa bao giờ làm được một bất cứ việc gì cao cả và anh hùng cả, mà chỉ sống và làm việc với phương châm rất cẩn thận trong các việc nhỏ mọn. Lau bàn, lau cho sạch vào, nhặt rác, nhặt cho hết đi. Rồi những cái việc nhỏ, viết một lá thư, hay là cất đi gửi một tin nhắn, hay là thu dọn đồ đạc, những việc nhỏ mọn thôi, cắm một bông hoa, đốt một ngọn nến, đâu phải việc gì to tát đâu, mà cứ làm hết sức cẩn thận. Tập đi các bạn, thì chúng ta thì hay có tính cẩu thả, cứ nghĩ rằng cái việc lớn thì mới phải làm cha được, xem mà cứ gì nhắc từ cái việc nhỏ xíu, từ cái giấy ăn đến cái đũa, cái tăm, vân vân. Nếu không làm việc nhỏ cẩn thận đàng hoàng, việc lớn sao thành công? Chúng ta biết rằng cái con tàu nó có thể đắm, không phải là cơn bão tan tành đâu, nhưng mà chỉ một cái lỗ nhỏ thôi có thể đắm tàu. Từ cái lỗ nhỏ đó cứ ngày này qua ngày nọ, nước nó đục vào rồi nó làm thành cái lỗ lớn, rồi nước tràn ngập và đắm cái tàu. Cho nên ngay từ bé cho tới bây giờ tôi vẫn cứ tập làm những cái việc gì phải cẩn thận, chu đáo. Lấy cái gì ở đâu để đúng chỗ đó, đó là cái khó nhất với các bạn trẻ bây giờ. Tối hôm qua làm xong rồi, bảo cha ngủ trưa, bảo tôi đang dọn dẹp, bảo cha thu dọn trên trường, bảo đúng, lại phải xếp lại chỗ nào, cái nào nó vào cái đó. Thường thì chúng ta lấy, nhưng mà trước khi lấy hãy quan sát trước, lấy nó ở chỗ nào, để mình nhớ khi mình để lại thì để vào chỗ đó. Nên thánh, nên thánh là cái chuyện đó, những chuyện rất nhỏ thôi. Lau cái gì, đậy cái gì, lấy cái gì, trả lại đúng vị trí của nó. Tôi tập một thói quen là đi đến đâu, trước khi đến quan sát hết cái phòng đó, rồi lúc ra về để lại, trả lại đúng vị trí nó, không chạy một chỗ nào cả. Phải có óc quan sát, tập quan sát từ cái tổng quát đến cái chi tiết, từ chi tiết đến tổng quát. Và mình nên thánh là ở những cái chỗ mình cẩn thận để tâm vào công việc của mình. Đừng có vô tâm, đừng có đãng trí, đừng có sống nó cứ hời hợt. Sống có chất lượng, từng giây, từng phút, từng việc làm. Cái nào vào cái đó, nói cái gì, suy nghĩ cái gì, làm cái gì, chính xác, tỉ mỉ, chi tiết và thật cẩn thận. Tập đi các bạn, tập ngay từ trẻ. Đừng có nói từ cha già cha mới vậy, chứ gần tụi con lớn, tụi con mới bút, con già con cũng cẩn thận như vậy. Không có đâu. Những người bạn của tôi tới 60, 70 mà cái phòng vẫn là cái bãi rác, mà đồ đạc vẫn lôi thôi, cha có làm cái gì ra cái gì cả, nói trước quên sau, lẩn tha lẩn thân đu thứ chuyện hết. Vì ngay từ nhỏ không có tập cái tính đó. Tập ngay từ bây giờ. Nếu chưa tập thì bắt đầu từ bây giờ tập đi. Nếu chưa ai nhắc mình thì bây giờ có người nhắc mình thì hãy làm đi. Đừng quên. Đừng có thành Mr. Wen, là ông thần quên, hay là bà thần lơ đãng. Mình nên thánh không phải làm những việc vĩ đại, anh hùng lớn lao, mà làm những việc nhỏ với một tinh thần vĩ đại. Amen. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào
vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu và nhiều lần chối bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao bất hòa với người anh em, chẳng nhìn nhận tôn trọng cảm thông. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nóng ngày tức bực hơn căm, thù hận và ám ảnh lắng lo. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đêm ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.